Sau đây là một số câu trích trong bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, theo bản dịch rất quen thuộc của cụ Bùi Kỳ. Bài Bình Ngô Đại Cáo không những là một bản anh hùng ca, mà còn là một bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc ta từ đầu thế kỷ thứ 15. Bản tuyên ngôn này đã xác nhận chủ quyền của dân tộc và mô tả 10 năm chiến đấu gian khổ của vua Lê Thái Tổ chống giặc Minh, đem đạo nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân mà thay cường bạo. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt chỉ vì khử bạo. Như nước Việt ta từ trước vốn xưng văn hiến đã lâu, từ Đinh Lê Lý Trần gây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên hùng cứ một phương. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Vì họ Hồ chính sự phiền hà, để trong nước nhân dân oán than. Quân cuồng Minh đã thừa cơ tứ ngược, bọn gian tà còn bán nước cầu vĩnh. Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tái vả. Độc ác thay, trúc rừng không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước bể không rửa sạch mùi. Núi Lam Sơn giấy nghĩa, trốn hoang giả nương mình, ngắm non sông căm nổi thế thù, thề sống chết cùng quân nghịch tặc. Đau lòng là mười mấy nắng mưa, nếm mật nằm gái há phải một hai sớm tôi. Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh, ngầm trước đến nay lẽ hưng phế đắn đo càng kỳ. Ngập vì tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu. Vậy vẫn đăm đăm con mắt dục động, mấy thuở đời chờ luống đăng đăng cỗ xe hư ta.
phần thì dần hung đồ ngang dọc, phần thì lo quốc bộ khó khăn. Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần, lúc Khôi Huyền quân không một lữ, múa đầu gậy ngọn cờ phất phới, ngóng vân nghe bốn cõi đan hồ, mở tiệc quân chén rượu ngọt ngào, khắp tướng sĩ một lòng phụ tử. Đêm đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân mà thay cường bạo, lưỡi dao ta đương sắc, ngọn giáo giặc phải lùi. Giang sơn từ đấy mở mặt, xã tắc từ đấy vững bền, nhật nguyệt hối mà lại minh, kiền khôn bì mà lại thái. Nên vạn thế xây nên chắc chắn, thèm nghìn thu rửa sạch lâu lâu. Vẫy vùng một mảnh nhung y nên công đại đình, phẳng lặng bốn bề thái vũ, mở hôi vinh quang.